để dưới chân cũng được rồi. Đúng rồi, 10 là 20 cây là 200 thùng đúng không? Cứ hết luôn rồi, hình như hết xe này luôn á. Có nữa hả? Còn nữa không? Cái hóa đơn này anh mượn anh tính tiền luôn cho để tranh thủ đi đi. Sao? Chưa cho anh đóng tiền liền đi. Với lại anh Thanh lấy mấy lóc yến treo lên trên cho nó đẹp lại anh Thanh. Vài lóc lên đi anh.
Rồi, 150 thùng rồi đó. Chưa. Cây nữa. Ừ. Vô mấy vùng có dịch đó anh. À. Thời điểm này nên người ta cần. Đúng rồi. Nên mình ráng mình chạy hỗ trợ cho người ta. Không không anh đi ở Sài Gòn để mài thôi, đi ra miền Trung đi không nổi. Ở miền Trung em cũng chạy 2 tiếng một chiều. Dạ hả? Em chưa có cái này thôi à. Được. Đi miền Trung là phải ghép theo nhiều nhiều anh em nữa đi chung hội. Đâu? Hậu đặc dịch phải không? Dịch, lũ lụt đó. À, lũ lụt, nhớ rồi. Hai chục cây thiếu một thùng đó là đủ. Rồi ok rồi đó. Rồi vô lấy tiền đấy. Quan. Đến tiền kìa. Rớt cái dây ra rồi. Dây nó game lên. Game nó đít lên mà không. Cái dây bên nữa đúng rồi. Rồi lên rồi, vô rồi, vô rồi. Đợi đợi xe một chút nó lên nó trả tiền đã rồi anh mới lên chỗ đáy luôn giùm em, từ từ đã anh.
Em liên hệ với sale đi, tấp hành gì đó. Đúng rồi, 199 thùng đó em. Em cầm mấy cái đây qua bển rồi đi. Rồi, cầm ở đây qua bển rồi bắt đầu xuống chéo Thu Yến.